Làm gì khi kinh doanh không hiệu quả? Rất nhiều anh chị khi chúng ta mới bước chân vào kinh doanh và chúng ta đã đặt ra rất nhiều mục tiêu. Mục tiêu về tài chính chúng ta muốn thu nhập là 9 con số, 10 con số. Và thậm chí chúng ta muốn xây dựng một cái đội nhóm cực kỳ hùng mạnh. Và cái lúc đó thì thị trường nó đang thuận lợi, chúng ta đã tạo ra kết quả tuyệt vời. Sau đó khi mà thị trường nó không có ok và chúng ta đã bị rơi vào cái tình trạng khủng hoảng, đó là chúng ta không còn tạo ra doanh số và tạo ra đơn nữa. Vậy thì trong cái giai đoạn này chúng ta cần phải làm gì đây? Rất nhiều anh chị đã chọn cái chiến lược là thay đổi mục tiêu. À, thị trường không ok, vậy thì thôi mình thu về lại, mình cắt giảm bớt nhân sự, mình sẽ tạo ra kết quả nó nhỏ hơn, mình sẽ đặt mục tiêu nhỏ hơn. Bởi vì thị trường nó là thị trường chung mà, mình không thể nào thay đổi thị trường. Nên là mình chỉ có cái là mình đặt mục tiêu nhỏ hơn thôi. Mình không thể nào mình nghĩ rằng mình sẽ làm nó to bự như ngày trước nữa. Và nhiều anh chị hỏi Phương rằng: Phương ơi, cái chiến lược này ngày trước chị á, trước khi mà khủng hoảng kinh tế thì chị đã tạo ra cái dòng tiền rất là tốt, chị đã kinh doanh cực kỳ tốt, nhưng tại sao bây giờ nó không còn hiệu quả nữa? Một cái điều mà chúng ta cần phải hiểu đó là thị trường luôn thay đổi và phát triển, và một chiến lược thì không thể hiệu quả mãi được. Chúng ta cần phải nhìn nhận lại chính bản thân mình, và chúng ta không thay đổi mục tiêu, chúng ta cùng phải bám sát cái mục tiêu của mình. Nếu chiến lược này không hiệu quả, chúng ta sẽ có rất nhiều chiến lược khác để giúp cho chúng ta đạt mục tiêu. Cách nhanh nhất, hãy tìm những người đã thành công trong lĩnh vực của mình và họ đã đạt được kết quả mà mình mong muốn, để chúng ta có thể học hỏi và làm theo chiến lược của họ. Nhưng rất nhiều anh chị không hiểu cái điều này. Chúng ta cứ đi đổ lỗi thị trường không có ok và chúng ta thu mình lại. Nhưng thị trường thì nó luôn tạo ra những cái cơ hội mới, luôn có những nhu cầu mới, miễn sao chúng ta liên tục phát triển để hiểu được nhu cầu thị trường và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Từ đó chúng ta sẽ tạo ra một cái sự phát triển bền vững cho cái công việc của mình. Đó là lý do những cái người mà họ kinh doanh thì họ sẽ luôn hiểu cái điều này, đó liên tục update cái nhu cầu thị trường và luôn phát triển mình theo cái hướng của thị trường. Không phải là sản phẩm các anh chị không tốt, không phải là mình không chăm chỉ, nhưng mình đã không có một chiến lược khôn ngoan để mà đáp ứng cho cái nhu cầu của thị trường. Vậy nên nếu như bây giờ chúng ta đang kinh doanh không hiệu quả thì hãy ngồi xem lại chiến lược mình đi đã ok chưa? Đã đáp ứng được nhu cầu của thị trường, hoặc là cái ngành nghề của mình lúc này nó đang còn là cái xu hướng không? Hay là nó đã lỗi thời rồi? Hay là nó đã qua cái giai đoạn rồi? Vậy thì việc của chúng ta, một, nếu như cái lĩnh vực mình đang làm vẫn đang nằm trong cái xu hướng thì chúng ta hãy thay đổi cái chiến lược, tìm kiếm học hỏi những cái chiến lược mới để chúng ta phát triển. Còn nếu như công việc của mình mà nó đang trong cái giai đoạn thị trường chưa ok và chúng ta không thể nào vực lên khi nó đang đóng băng, thì chúng ta nhanh chóng chuyển mình sang những cái cơ hội mới của thị trường mà sẽ giúp cho chúng ta tạo ra cái dòng tiền dồi dào.